Nhiều lần mà cháu lớn hết rồi. Của các vị, của chị em xóm Hùng Vương. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, toàn thể các chị em, lời đầu tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ và chị em phụ nữ chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi giao lưu hôm nay thành công tốt đẹp. Bên dự và chỉ đạo hội nghị chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Hương, ông Đinh Khắc Thăng, bí thư chi bộ xóm Hùng Vương, ông Trương Đức Lịch, trưởng thôn xóm Hùng Vương, cùng toàn thể các ông bà trong ban mặt trận xóm về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi giao lưu văn nghệ hôm nay còn có các doanh nghiệp trong địa bàn xóm Hùng Vương cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị em trong xóm đã về dự. Bây giờ buổi giao lưu văn nghệ hôm nay còn có các bà, các mẹ trong xóm và các chị em phụ nữ ở các xóm đến giao lưu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để tìm hiểu về truyền thống lịch sử ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đinh Thị Thoa, chi hội trưởng nên ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Xin trân trọng kính mời bà. Bây giờ